Thưa quý vị, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng từ lâu vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn khách tham quan du lịch lẫn người dân địa phương. Tuy nhiên, đi cùng với lượng khách đông là nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy mà chung tay vì một Sơn Trà xanh là thông điệp được thường xuyên nhắc đến nhằm tạo điểm đến xanh cho thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, các chiến dịch làm sạch môi trường du lịch, gìn giữ lá phổi xanh Sơn Trà như chiến dịch Hãy làm sạch biển, biển Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa, hay Clean up Sơn Trà đều thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. Hiện bên cạnh các chiến dịch được phát động theo chủ điểm, các đội hình thanh niên tình nguyện vì môi trường luôn được duy trì thường xuyên nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng sáng, xanh, sạch đẹp. Với cái mong muốn là tuyên truyền thông điệp đến các bạn sinh viên và các bạn trẻ trên địa bàn thành phố chung tay bảo vệ biển, làm sạch biển và đồng thời tuyên truyền cho người dân đóng góp cho công tác ra quân bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, góp phần cho thành phố Đà Nẵng ngày càng sáng xanh và đẹp hơn. Dự kiến vào mùa cao điểm hè tới đây, lượng khách trong và ngoài nước đến bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ rất đông. Vì vậy, việc giữ hình ảnh điểm đến xanh sạch đẹp là vô cùng cần thiết. Các cái tuyến đường du lịch ven bán đảo Sơn Trà thì các cái hội nhóm để chia nhau và có cái những cái team để mà hướng dẫn các bạn đi đảm bảo an toàn về giao thông cũng như là trong quá trình thu gom rác thì cũng có những cái điểm tập kết để sau đó là chúng tôi sẽ liên hệ với công ty môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng và sẽ có cái việc vận chuyển xuống khỏi bán đảo Sơn Trà. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực phát triển du lịch xanh. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chống rác thải nhựa, tạo các điểm đến xanh, phát triển du lịch hài hòa với thiên nhiên, ngành du lịch thành phố cũng xem việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ môi trường du lịch là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu.